cái đặc trưng của câu lạc bộ. Cái đầu tiên là từ vệ nữ. Các bạn sẽ thấy là nữ dùng sử dụng thân hình yếu nhưng mà sử dụng những cái kỹ thuật để chống lại những người mạnh hơn. Còn cái thứ hai là thể hiện những cái kỹ thuật cao hơn của câu lạc bộ. Đó là những cái đầu chân bay kẹp như các bạn đã thấy. Thì câu lạc bộ anh sinh hoạt vào thứ hai, tư, sáu, lúc 5:30. Thì các bạn nào hôm nay có muốn đăng ký á, thì anh có đặt một cái bàn ở ngoài góc bên kia. Thì các bạn có thể đến và đăng ký. Thì thứ hai sẽ tập trung luôn ha. Phần chia bài của anh sẽ hết. Cảm ơn các bạn.